Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo nước này đã mời trên 160 đoàn tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng tới, song hiện tại Nga không có tên trong danh sách. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết Nga chưa được mời, nhưng Bern luôn thể hiện sự cởi mở trong việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Hiện tại vẫn chưa rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden có tham dự sự kiện này không. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 6, tại khu nghỉ dưỡng Bujenstock gần thành phố Luzon, miền Trung Thụy Sĩ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ tất cả các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh nên đóng góp ý tưởng và tầm nhìn vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.